Xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Vâng, cách đây một tuần anh Hiệp ở Đà Nẵng có mua của shop một chiếc xe đạp MTB Campi Hedis, một thương hiệu của Mỹ. Sau đó anh này liên hệ với shop để mua thêm cho vợ một chiếc nữa, anh cho đổi. Chị gửi cho em vài mẫu, em xem lấy thêm cho bà xã chạy cùng. Vâng, mẫu xe đẹp địa hình Nine Leon Lion Pro có màu đen trắng không? Shop gửi cho em một chiếc về địa chỉ cũ nhé. Vâng, chưa bao giờ mua xe đạp online tại shop xe đạp thể thao vip.com lại đơn giản và nhanh chóng đến như vậy. Nên nếu bạn đang cần tìm mua xe, hãy đến với xe đạp thể thao vip.com, hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại hotline đang hiện trên màn hình 0983315936. Shop sẽ trả lời mọi câu hỏi thắc mắc của bạn. Đến với shop mua xe tốt, giá tốt, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Và shop thì luôn có đủ xe, đủ màu, đủ size của nhiều thương hiệu, đủ chủng loại để bạn lựa chọn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Và đây chính là chiếc xe đạp Line Lion Pro, hay được gọi là Leon Pro bạn nha, màu đen trắng của anh Hiệp ở Đà Nẵng đây. Và nhân tiện kiểm tra xe cho anh Hiệp ở Đà Nẵng thì xúc anh sẽ review sơ bộ để bạn xem. Vâng, cực phẩm siêu phẩm của hãng Line bản 2021, phần sản phẩm mới 2021 của hãng xe đạp này. Và bạn muốn xem chi tiết có thể truy cập theo đường link ở dưới phần mô tả video này. Và ngay bây giờ tôi sẽ review sơ bộ với bạn. Vâng, Lion Pro hổ bạn nhé, sư tử, sư tử xin lỗi bạn, sư tử vừa rồi, sư tử với cấu hình full nhôm cao cấp gồm khung nhôm, phô tăng tay lái hợp kim nhôm, vành nhôm, đùi đĩa nhôm, cọc ino. Và đang được sử dụng bộ truyền động Shimano Untouch với tay đề số Shimano Untouch M2010, điều khiển bộ đùi đĩa 2 tầng đĩa và lip 9 tầng, tức là xe này có 18 tốc độ, bộ đùi đĩa cực VIP của hãng Shimano, gạt lip Shimano Untouch M370, gạt đĩa Anivio 3120. Và xe đang sử dụng phanh đĩa dầu trước sau của hãng Techo cùng với chiếc phuộc dầu có khóa hành trình trên tay lái, xe tuyệt vời đẹp bạn nha. Khung nhôm mối hàn mịn, khung nhôm mối hàn mịn, đây là chiếc màu đăng trắng. Và với Lion Pro này thì đang có 4 màu, đó là màu đen đỏ, màu đen xanh, màu đen trắng và màu đen cam. Và shop đã rất đủ màu và review chi tiết. Và ngày thì shop đang giao rất nhiều xe như chiếc xe đạp đua của Ý đây, Java Suprema. Và chiếc này cực đẹp luôn đó. Và còn rất nhiều thương hiệu khác như xe đua thì đang có nhiều cấu hình từ khung thép, khung nhôm, khung carbon, có nhiều bộ truyền động Shimano từ Shimano Touray đến Shimano 105 hay là Ultira R8000. Và rất đầy đủ để bạn lựa chọn. Và bạn đang cần đi mua xe, hãy đến với shop xe đạp thể thao vip.com, mua xe tốt, giá tốt, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo trên kênh xe đạp thể thao vip.com.